Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của Tường Ba Bờ. Hiện tại thì Tường đang có mặt tại cơ sở Giao Thủy, ngã ba Hồng Thuận. Toàn, làm đây bao nhiêu lâu rồi? 3 tháng rưỡi 4 tháng à? 3 tháng rưỡi 4 tháng. Lúc bắt đầu em đến đây thì tình trạng em như nào? Không hoàn thiện được một cái đầu. Mà ở đây được 4 tháng rưỡi rồi. À, ở đây được 3 tháng rưỡi rồi. Là bây giờ mình hoàn thiện gần được một cái đầu rồi đúng không? Xong nhiều cái này chứ. Tức là bây giờ mình tự tin đứng cắt chưa? Rồi ok. Thì trong cái quá trình mà em phục vụ cho khách hàng tại cái cơ sở Giao Thủy này thì em thấy cái một số cái kỹ thuật nào trong tóc nam mà em cảm thấy khó khăn nhất, mà em cảm thấy chưa tự tin nhất, một kiểu tóc nào đấy? Sai bát. Bắt trên nó hơi khó. Phần tốt nó hơi khó. Ừ, sai bát là cảm thấy chưa tự tin. Ừ. Xin mời chia sẻ qua về sai bát một chút theo cái cách của em cho Toàn. Này, sai bát hay là còn gọi là 37. Đây em tưởng tượng đây là một cái khung đầu này. Đây một cái đầu này. Đấy thường thường ấy sai. Đây là 3 này, nó được chia làm 3 phần. Đây là phần này là 3, 7 hay nó còn gọi là kiểu 37. Thì cái ngôi nó ở đây thường thường ăn ở cắt thì nó là ngôi ở đây là nó vuốt hay sao. Đúng không? Thì cái giờ sai bát nó chỉ khác một cái là em chia ngôi phần này nó 3, nó đúng kiểu như kiểu đầu này. Em chia ở đây 3 phần, em hất sang bên này. Phần này em để sang bên này nó đúng như ăn được cắt, nhưng thực ra là nó chia phần này đâu nhiều. Cắt thấp, ví dụ như low fade. Sai bát là phải giữ lại phần sai. Còn khi mà chúng ta cắt high fade, cắt cao lên như này rồi mà chúng ta vút sai bát ra, nhìn nó rất kỳ cục. Nhìn nó rất buồn cười, nên bắt buộc khi chúng ta cắt sai bát, mình cứ nhớ lại cái cách cắt layer của mình. Mình kê được, mình cắt cực thấp để giữ lại cái phần thành này, phần sai này. Mình chỉ vét một tí mai này thôi. Tại vì sao khi mình chia ra như này, mình vuốt cái phần tốt vào thì nó sẽ ôm vào cái phần sai. Còn nếu như mình cắt cao quá thì nó không ôm vậy. Còn lại là mình hỏi ý kiến khách hàng, là anh có muốn ngắn đoạn này ngắn như này không, hoặc là em cắt như này cho anh nhé. Ví dụ nó có cái ảnh ở tủ à, chỉ vào đây em cắt cái mái môi gần ngắn này cho anh nhé. Em có khách vào thôi đừng, nhìn nó ngố lắm, cắt cho anh dài một chút. Đấy là mình lấy thông tin khách hàng rồi mình kiểm tra tổng thể xem là các điểm chuẩn mình đã cắt nó đúng chưa. Thì bây giờ anh em chỉ cần nắm vững cái này thôi là anh em cắt ít khi bị thừa. Đấy, ngày xưa thì anh khắt khe hơn nên là chung nhớ vẫn 9 điểm chuẩn. Còn bây giờ thì mọi thứ nó tối ưu dần lại. Tức là bọn anh ở đây là muốn bọn em tốt lên để bọn em phục vụ khách hàng ở Giao Thủy này tốt, mang đến cái đẹp cho khách hàng hài lòng. Đấy, nên là bọn anh sẵn sàng cho bọn em tốt lên. Thì vì bọn em còn trẻ. Cái bây giờ bọn em cần nhận lại được ấy là cái kinh nghiệm từ anh Trung này. Tại vì anh Trung đã đi với anh rất là lâu rồi. Anh Trung rất là nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà bọn em cũng phải chịu khó học hỏi. Đó. Công, có câu hỏi gì không? Cái đấy thì phải luyện. Layer thì thường là sẽ cắt thấp. Cắt thấp làm sao mà phải giữ lại được cái phần sai cho anh. Phải giữ lại phần sai thì mới được. Đấy, còn nếu mà cắt cao lên thì nó xấu kinh khủng. Thì cái đấy thì cố gắng luyện. Hàng ngày bỏ ra lên luyện thì cái đấy. Getting shorter, like a banner, G I'll conquer. In my soul, this is real.